Nằm cũng có tiền. Hôm trước anh bảo em đi mua lấy một bộ tử tế, sao em không mua à? Mua sao được hả anh? Tiền nộp học phí cho con còn chưa đủ, lấy đâu tiền mà mua? Thôi, em mặc bộ này đi cũng được. Để anh chở em đi. Thôi, em đi xe buýt cũng được. Nhà có mỗi cái xe, anh còn phải đi đón con. Ở nhà, anh nhớ cho con ăn và ngủ đúng giờ nhé. Có thể em sẽ về hơi trễ đấy. Ừ, em cứ đi đi. Hoa, Hoa ơi, bọn tớ ở đây này. Ôi, lâu lắm rồi, giờ mới được gặp lại mọi người. Dạo này cậu bận lắm hay sao mà chả thấy tin tức gì cả? Chồng con dạo này thế nào? À, thì vẫn thế. Vợ chồng tớ vẫn ở nhà thuê cũ, cũng vất vả lắm. Ôi, bộ tứ ngày xưa đã tụ tập ở đây rồi à. Trông các cậu dạo này khác quá, tớ suýt không nhận ra đấy. Ồ, Lan đi ư? Lan đi ư? Trông cậu chẳng già đi tí nào, lại còn xinh đẹp hơn là khác. Nhất cậu đấy, đúng là lấy được chồng giàu có khác. Nói thế chứ sướng gì đâu, tớ suốt ngày phải quanh quẩn ở nhà với đi shopping, chán chết đi được. Thế cậu còn muốn gì nữa? Bọn tôi đang phát ghen với cậu đấy. Sống thế mới là sống chứ, cứ như bọn mình. Thôi, các cậu nói chuyện đi, tớ qua chào bạn lớp trưởng cái đã. Số nó đúng là sướng thật. Ngày xưa lúc đi học, nó chỉ mãi chơi, không chịu học hành. Còn chúng mình lăn ra mà học. Thế mà bây giờ, nghe nói Lan nó lấy chồng giàu lắm. Nhìn xem, đồ của Lan. Tử tế, sao em không mua à? Mua sao được hả anh? Tiền nộp học phí cho con còn chưa đủ, lấy đâu tiền mà mua? Ôi, anh à, em đang đi họp lớp, lát em sẽ về. Cô suốt ngày chỉ biết có tụ tập chơi bời thôi à? Có về nhà ngay không thì bảo, nếu không tôi đến tận nơi thì lúc đó đừng trách tôi vô tình đấy. Được rồi, để em về ngay đây. Thôi, tớ về đây. Để tớ đưa Lan về. Thôi, để tớ tự bắt xe về. Kẻo ông chồng tớ mà thấy cậu thì phiền phức lắm. Tớ về đây. Tưởng nó sướng, lấy được chồng giàu, ai ngờ Lan không sung sướng như mọi người vẫn nghĩ đâu. Chồng cô ấy vũ phu lắm. Hạnh phúc mà cô ấy kể cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Em xin lỗi vì đã có lúc so sánh anh với chồng của người khác. Đâu cứ phải là người giàu mới được hạnh phúc chồng nhỉ? Bữa trưa ở trường. Nào, cả lớp chú ý, đã đến giờ ăn trưa rồi. Các cháu nhớ ăn hết suất, không được bỏ thừa đâu nhé. Chúc các cháu ăn ngon miệng. Cô dặn là không được bỏ thừa đồ ăn, nhưng tớ phải làm sao với món cà rốt đáng ghét này đây? Hòa, cậu ăn giúp tớ đi. Lần trước tớ ăn giúp cậu rồi, bị phạt nên giờ tớ không dám đâu. Mà tớ cũng đang chán ngán món khoai tây đây nè. Chán nhỉ? Thế mà hôm nào chúng ta cũng bị ép ăn hết suất. Ước gì những món không ngon này biến đi được thì hay biết mấy. Ừ, chúng ta phải làm sao bây giờ? À, tớ có cách rồi. Thế này nhé. Chà, hôm nay bọn trẻ ăn ngoan quá, không để thừa đồ ăn. Đúng vậy ạ. À, nhìn các cháu ăn no hết mà cảm thấy công sức của chúng ta được báo đáp vậy chị nhỉ? Ngày nào cũng phải lên thực đơn mới, rồi chọn lựa thật kỹ cho bọn trẻ nữa. Tớ mở thùng, còn cậu vứt vào nhé. Ừ, cậu mở đi. Mấy cháu làm gì thế? Ờ,
Đây không phải là thức ăn của cơm trưa hay sao? Sao các cháu lại... Dạ không phải đâu. Đây là... Hóa ra trưa nào các cháu cũng giấu thức ăn mang đi vứt thế này sao? Cơm bác nấu không ngon, có phải không? Dạ, không phải đâu ạ. Chỉ có hôm nay. Vâng ạ, xin bác đừng mách cô giáo. Nếu không chúng cháu sẽ bị phạt. Cô muốn thông báo về buổi ngoại khóa tuần sau của lớp chúng ta. Chúng ta sẽ tới một vùng quê nông thôn để tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của những người nông dân và môi trường thiên nhiên. Ơi, hay quá! Chúng ta sẽ được đến nông trang kìa. Háo hức ghê! Không biết ở đó như thế nào nhỉ? Xe đã đến một vùng quê nông thôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bộ để tham quan cuộc sống người nông dân như thế nào nhé. Vâng ạ. Ồ, nhìn kìa, ruộng lúa đấy, có cả cây đa và ao nữa kìa. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu với các em, đây là những cánh đồng lúa, nơi tạo ra những hạt gạo mà các em ăn hàng ngày đây. Các em hãy thử quan sát xem, các bác nông dân cấy lúa như thế nào nhé. Cấy lúa là công việc cần sự khéo léo, nên bác gái thường làm. Ôi, tay các bác ấy nhanh quá đi mất. Ừ, nhưng cả đồng ruộng to thế kia cơ mà. Sao các bác ấy cấy được hết cơ chứ? Chắc hẳn là mệt lắm. Ôi, bác làm sao thế ạ? Bác không sao đâu, chắc chỉ là mệt một chút thôi. Bác cứ qua kia nghỉ đi ạ. Chúng cháu sẽ giúp bác tưới nước cho rau. Thưa cô, chúng em làm vậy có được không ạ? Được chứ, cô cũng giúp các em. Bác mệt như vậy sao không ở nhà nghỉ đi? Hôm nay không làm thì ngày mai làm cũng được mà bác. Không được các cháu ạ. Rau xanh cần phải tưới nước hàng ngày mới non và ngọt được. Rau mà không lên tốt thì các bác sẽ chả có rau để ăn, để bán đâu. Bác ơi, vậy để chúng cháu giúp bác nha. Ôi. Bữa trưa hôm nay, các bác đã dùng những rau củ hôm qua các bác nông dân tặng lớp để nấu đấy. Các cháu cùng ăn ngon miệng nhé. Vâng ạ. Hôm nay các em ăn rất giỏi, bạn nào cũng ăn hết suất. Các em có cảm nhận gì về bữa ăn hôm nay? Em thưa cô, hôm nay đồ ăn rất ngon ạ. Đúng ạ, đồ các bác nông dân cho, ăn rất ngon. Thế các con có biết tại sao đồ của các bác nông dân lại ngon vậy không? Dạ, chúng em không biết ạ. Sao lại vậy nhỉ? Bởi vì các em đã được tận mắt nhìn thấy cuộc sống lao động của các bác nông dân. Để làm ra hạt thóc, cây rau, các em ăn hàng ngày, người nông dân đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trên đồng ruộng. Các em cũng đã được tham gia lao động cùng các bác, đã thấm thía được giá trị của những thức ăn các em ăn hôm nay. Bởi vậy, các em biết quý trọng đồ ăn hơn, có đúng không nào? Đúng rồi, giờ mà bỏ đồ ăn đi, em thấy rất hoang phí và có lỗi ạ. Vậy từ giờ, không ai được bỏ thừa cơm, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Người họa sĩ chân chính. Còn một tháng nữa là đến ngày tuyển tranh cho triển lãm khoảnh khắc đó. Không biết tranh của ai sẽ được chọn? Tớ nghe nói triển lãm đợt này quy mô lớn lắm. Tranh của ai được chọn sẽ có cơ hội bán đấu giá tại nước ngoài. Một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên bọn mình. Nhưng để có tranh được treo triển lãm đâu có dễ. Mà Tuấn với Nhi đâu nhỉ? Hai cậu ấy không vẽ lại đi đâu rồi? Năm ngoái Tuấn có tranh được chọn, không biết năm nay lịch sử có lặp lại không? Năm nay tớ thấy Nhi có nhiều tranh rất xuất sắc. Cậu ấy là một đối thủ nặng ký đấy. Mà cả hai cậu ấy đều không đi thực tế hôm nay. Lạ thật. Năm trước mình đã có tranh được dự triển lãm. Năm nay mình không thể thua được. Ông chủ, ông hãy bán cho tôi loại nguyên liệu làm tranh tốt nhất hiện nay. Tôi muốn làm ra một tác phẩm đẹp nhất để dự triển lãm. Cậu làm tranh sơn mài mạ vàng đi. Tôi sẽ cung cấp cho cậu nguyên liệu tốt nhất. Mạ vàng. Phải rồi,
Lớp mình chẳng có ai có điều kiện làm tranh sơn mài. Chắc chắn mình sẽ có bức tranh nổi bật nhất, lộng lẫy nhất. Này cậu! Dạ? Cậu mà dùng sơn mài mạ vàng, bảo đảm tranh của cậu sẽ tuyệt đẹp. Được, vậy ông bán cho tôi thêm một khung tranh đẹp nhất nữa nhé. Ở đây toàn là nguyên liệu quý loại một đấy. Những thứ này mà lên tranh thì chỉ có nhất thôi. Cảm ơn em. Dạ không có gì ạ. Cậu định đem bức này đi dự triển lãm à? Ừ. Cậu thấy thế nào? Bức này cả bố cục, màu sắc, thần thái rất tốt. Chỉ có điều, vẽ bằng giấy báo thì có vẻ hơi lạc mốt đó. Tớ lại nghĩ khác. Tớ chọn giấy báo cũ để kể một câu chuyện mới. Wow, tranh của Tuấn lộng lẫy quá. Ồ, bức này đẹp quá. Tinh thần tranh rất tự nhiên, rất có hồn, màu sắc và bố cục quá đẹp. Đơn giản mà đẹp nhỉ. Ồ, chỉ là một bức chân dung, có gì đáng nói đâu. Đây là hai tác phẩm nổi trội hơn trong số 30 tranh của lớp gửi dự triển lãm. Tuy nhiên, chỉ có một bức được ban giám khảo tuyển chọn cho triển lãm khoảnh khắc. Chúc mừng Nhi, tranh của em được chọn. Tuyệt quá, chúc mừng Nhi. Không thể nào, không thể tin được. Đó chỉ là bức vẽ màu bột trên giấy báo rẻ tiền. Không thể nào. Thưa thầy, có chuyện gì vậy? Em không tin là bức tranh giá trị thế này lại không được chọn. Tại sao ban giám khảo lại chọn bức tranh rẻ tiền kia? Theo em, giá trị của bức tranh là ở đâu? Bức tranh của em đã giác vàng. Nguyên liệu làm nên bức này thật sự rất đắt đấy ạ. Chỉ nguyên liệu không làm nên giá trị của bức tranh. Em có thể coi vàng rất giá trị, nhưng người họa sĩ thực thụ sẽ coi tờ giấy báo cũ giá trị y như vàng và thỏa sức sáng tạo. Trong số rất nhiều tranh, chỉ có Nhi chọn vẽ trên chất liệu cũ, nhưng cách thể hiện rất mới lạ, độc đáo, riêng biệt, đầy xúc cảm. Còn bức tranh của em, vì quá quan trọng nguyên liệu và kỹ thuật mà quên cái hồn viết của nó. Em hãy nhớ, người họa sĩ chân chính là người biết biến những tờ giấy bỏ đi thành tác phẩm nghệ thuật và không để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh gục sự sáng tạo của mình. Người ăn mày và con chó nhỏ. Trời, lại mưa rồi. Xem ra đây là tất cả những gì thu được ngày hôm nay. Mưa rồi, chắc cũng chẳng ai ra đường nữa. Mua cái bánh bao ăn tạm rồi về thôi, chắc chẳng có gì hơn nữa đâu. Đi, tao còn đang sắp chết đói đây. Đâu đến lượt mày. Ừ.
Bác cho con chó hoang để ăn à? Thân bác còn chẳng nuôi nổi, cứ mang nó làm gì? Tôi ra chợ tìm chỗ ngủ trước đây. Ở đây thêm mấy phút nữa chắc chết cống mất. Bác có đi luôn không? Đi nào, đi cùng tao. May ra mày còn sống sót được sau đợt mưa phùn gió bất. Bác còn định cưu mang nó nữa sao? Cái thân mình còn chẳng nuôi nổi, tiền đâu mà nuôi nó chứ? Tôi thấy nó tội nghiệp quá, không nỡ bỏ nó ở đây. Tôi chưa thấy người ăn mày nào còn nuôi thêm chó như bác bao giờ. Từ sáng tới giờ chúng ta đã xin được gì đâu, mày biết mà. Tội nghiệp. Mẹ ơi, mẹ nhìn con chó kìa, đáng yêu quá. Mẹ cho họ 1 đồng đi. Được rồi. Nhìn kìa, trông nó thật ngộ, đáng yêu quá. Lạ thật, họ cho mày tiền đấy. Cậu nhìn xem, con chó nhỏ đó đã giúp tôi kiếm được những gì này. Tôi thật không ngờ con chó này lại có thể mang lại cho bác vận may lớn thế. Tôi cho cậu, cậu cầm đi. Chẳng phải người ta vẫn nói giúp kẻ khác cũng chính là giúp mình, là mở cho mình một cánh cửa khác đây thôi. Đúng là giúp kẻ khác cũng chính là giúp mình. Làm ơn đừng điện thoại đến nữa. La 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 la. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hôm nay con về muộn thế, có gì vui mà trông hớn hở vậy con? Trường con vừa thông báo về chương trình trao đổi học sinh học vẽ tại nước ngoài mẹ ạ. Lần này học sinh trường con sẽ được đến một trong những trường hội họa lớn nhất thế giới tại Mỹ. Ngày mai con sẽ nộp đơn tham dự. Đây thật sự là một cơ hội quá tuyệt. Hả? Học ở Mỹ ư? Con có đang nằm mơ không hả Đức? Mẹ, con không đùa đâu, con nói thật mà. Mẹ xem, hè năm trước, bạn Nam nhà dì Hạnh cũng đi Đức đấy. Cậu ấy cũng ở khu phố ổ chuột này chứ đâu. Những chương trình trao đổi sinh viên với nước ngoài tốn kém vô cùng, chỉ dành cho bọn trẻ nhà giàu thôi con. Nhưng mẹ ơi, cơ hội này khó có được lắm. Đã gần chục năm rồi, người ta mới mở chương trình đào tạo. Mẹ hãy cho con thử sức đi mà mẹ. Con quên rằng mẹ chỉ có một mình, mà ngoài con ra, còn phải chăm sóc cho ba em của con nữa sao? Mẹ biết hội họa là đam mê từ bé của con, nhưng con à, việc cho con học ở trường trung học nghệ thuật đã là cố gắng lớn của mẹ rồi. Con hãy tỉnh táo lại một chút. Rằng con tôi sẽ không quá thất vọng mà mất tinh thần. Đối với mẹ con mình, nước Mỹ xa xôi lắm. Có ai ở nhà không? Dạ chào bác, có việc gì đấy ạ? Cháu có phải là Hoàng Minh Đức không? Đúng rồi ạ, cháu có thư nè. Ôi thật vậy sao? Cháu cảm ơn bác. Mẹ xem, con nhận được đơn phúc đáp của hội đồng xét duyệt rồi. Mẹ hãy suy nghĩ thêm và ủng hộ con tham gia chương trình đi mẹ. Hả? 5.000 đô la Mỹ? Mẹ, mẹ hãy suy nghĩ mẹ nhé. Con sẽ điền thông tin vào tờ đơn và gửi đi. Con trai à, con đã biết chúng ta không thể trang trải cho việc đó. Ngoài ra, nước Mỹ rất xa xôi, lạ lẫm với một cậu bé như con. Ít ra con hãy đợi đến khi vào đại học, rồi hãy mơ đến ước vọng lớn ấy. Mẹ, con phải nộp đơn chứ. Con sẽ không thể nào biết mình có được đi không nếu con không thử.
Đây là tất cả số tiền mình dành dụm để phòng trường hợp nguy cấp. Tất cả còn chưa đủ 10 triệu đồng. Alo. Dạ, chị là mẹ của em Hoàng Minh Đức phải không ạ? Tôi gọi điện từ hội đồng xét duyệt du học sinh Việt Nam. Bên phía New York chấp nhận đơn xin tham gia chương trình mùa hè ở nước ngoài của cháu Đức. Họ đã gửi thư về gia đình yêu cầu đóng lệ phí cho khóa học chưa ạ? Cảm ơn chị, nhưng điều kiện gia đình của tôi không cho phép. Dạ, chúng tôi hiểu. Trong quá trình xét duyệt, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và biết hoàn cảnh gia đình của chị cũng khá là khó khăn. Nhưng mà bên Mỹ liên hệ về, họ thật sự rất ấn tượng về hồ sơ của cháu Đức. Đặc biệt là bức tranh chủ đề khát vọng cháu gửi, kèm hồ sơ được đánh giá cao. Họ nói chắc chắn chương trình học này sẽ có ích với một tài năng như cháu. Vâng, nhưng thực sự gia đình của tôi không có đủ tiền cho cháu tham gia khóa học. Chị làm ơn đừng gọi điện tới nữa. Chị cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Chính vì thấy được sự khát khao và tài năng xuất sắc của cháu Đức, nên hội đồng xét duyệt du học sinh Việt Nam chúng tôi đã quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí khóa học cho cháu. Thưa, chị vừa nói gì cơ? Chị hãy chuẩn bị sẵn sàng hộ chiếu cho cháu nhé. Dạ, dạ, chào chị. Đức ơi, Đức ơi, con được đi học rồi. Mẹ nói gì cơ? Mọi người đóng học phí giúp con rồi. Thật hả mẹ? Yeah, yeah. Cuối cùng con cũng được đi du học rồi. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.